Xin chào tất cả các bạn nha. Chào bạn nha. Các bạn ơi, hôm nay anh em mình được làm hoàng thượng. Tại vì mình sắp sửa được ăn vào ngư di cá. Di cá không có gì cá đâu. Thiếu gì cá. Đổ hỏng xuống ruộng bắt là lấy cái dĩ cá ăn là thay di không được vậy. Đúng. Hoặc lấy hai kỳ nữa ăn hai bơi là cũng là di cá vậy. Vậy là mới phát hiện, mới mốt đem bà đó bán. Đúng rồi. Vậy anh. Ừ. Thì nói chung là hôm nay anh em mình được làm hoàng thượng một bữa các bạn. Thì anh em mình trong team thì chưa có anh em nào ăn bào ngư nha. Hôm nay thì hai vợ chồng mình đồng tâm hợp lực mua bào ngư để về đãi cho anh em ăn một bữa thử coi nó như thế nào nha bạn. Nhìn nó giống y như con diệm. Chơi chẳng khác gì con diệm nha bạn. Đây thì mình có mua 3 ký mấy bào ngư nha. Hôm nay mình sẽ làm một cái món là bào ngư sốt siêu cay để anh em mình cùng thưởng thức coi nó như thế nào nha bạn. Đây đổ đón bào ngư nha. Như đạn trời. Ở trong thì nó giống con dẹm, ở ngoài thì nó giống cái con gì nó buông tùm lum nha bạn. Nè. Có bào ngư. Bào ngư thích phải em nha. Cái vỏ như cái lum tùm cường à. Có trong cái xanh đó nè. Cẩn sà cừ. Cẩn sà cừ. Đúng rồi, cái này tao làm để làm cẩn sà cừ nè. Ờ sà cừ thấy để bằng thịt á. Chứ không phải gian dừa đâu. Trong cẩn sà cừ chứ. Ừ. Thôi nói chung thì hôm nay mình sẽ chế một cái món biến nhà một cái món bào ngư sốt siêu cay để mời anh em mình cùng tất cả các bạn thưởng thức với anh em mình nha. Rồi. Đây, mình sẽ hấp trước khi mình sốt nha. Thì cái nước nó nóng sương sương để mình trụng ba cái cải thìa này để họ anh em mình sẽ ăn chung với cái sốt siêu cay này nha bạn. Để thử coi nóng chưa nha. Chưa bà nó mới hẳn rồi nè, mình đóng nắp lại tìm em chú giọng chút đi. Rồi nóng rồi đó. Đi. Rồi nóng rồi đó. Chưa có đủ trắng nữa đâu. Không nước như đây nói sao chứ là giống như là dục nhớt thôi chứ chưa thật sự là trắng. Rồi gì này da quá vậy. Không có, dây ta nó mỏng lắm. Da vậy mới vậy á. Một lét luôn ơi. Da ta thấy là mỉm ma không nè. Sao giống da heo nái á. Trời ơi, vậy ta biết da cú đế nhăn luôn thấy không? Nhăn nhau. Đủ xem mà nhìn này nào không? Nè. Cảm ơn thấm. Thấy không? Trời ơi, con mày nè. Trời ơi, con lùng. Trời ơi, thấy có nghe không? Đây, bây giờ nước sôi nha bạn. Bây giờ mình sẽ hấp cải nha. Luộc cải. Ừ, luộc cải chứ. Thì mình mua nha bạn, cái bào ngư này, cái người chủ người ta bán nó là bào ngư Úc nha. Thật sự là anh em chưa ăn, không biết là Úc hay là gì. Đây, gấp cái này nha, lấy cái thao ra. Ủa sao nóng lắm, gấp quá trời không nổi. Tết tới, gọn đồng ơi. Tết tới, gọn đồng ơi. Tôi phải bỏ vô nguyên mua như cái cải màu xanh không? Trời ơi. Gấp quá chị sao? Ủa xanh gì nhà báo bông cái chạy vô hả? Chưa giới thiệu. Đấy nha, tao phải cho cải vô với hả? Miếng muối vô. Cải không? Cẩm thao, cẩm thao. Mười văn liền ở đâu rồi, mười văn liền. Ủa không á, thì tình mù thế chứ. Rồi gấp cái liền nha, hoa nó gục nha. Thì mình mua thì người ta nói là bào người Úc nha. Mà sự là anh em mình chưa ăn lần nào nữa, không biết Úc hay Việt Nam. Bởi vì các bạn coi clip này, các bạn bình luận cho mình coi bào ngư này Úc hay là Ukraine hay là của Việt Nam nha bạn. Nhưng mà mua bắt cho bạn không biết. Đây bây giờ nước sôi, bây giờ mình sẽ cho cải vào để mình luộc nha. Luộc xương xương rồi mình gấp ra nha bạn. Đó cái này là tết luộc quay bởi luộc quay thôi. Đó là tết à. Làm như cải muối hả? Hết đó luộc quay bởi luộc quay. Rồi. Rồi gấp bên kia ra. Dưới nó sao? Trộn lên. Trời ơi. Trộn vậy nè. Cải là phải cải gì cần chứ cải xương xương vậy? Ừ, mấy cái ruột lơ ném hết đi. Bởi vì không có tay nào biết nhúng vô là thua. Đúng rồi. Giống trộn cải vậy trời. Đúng rồi. Mày muốn đi bán cải trộn đi. Tao có mày làm nước chua đi là ngâm dưa cải được không? Đúng. Tết tới rồi. Tết luôn. Đúng rồi. Tao ngâm dưa kia kìa. Dưa xào phèo qua xào lòng không? Ừ. Đây. Lòng xào dưa. Còn bây giờ dục thích thèm. Mới bỏ vô con trăm giam dục đẹp gái vậy đó. Chưa đủ gộp lại nữa. Dục mới chịu à. Đây bây giờ cải chín hết các bạn. Giờ gấp cho hết luôn nha. Để anh em mình quay lại hấp bào ngư nha bạn. Hấp bằng nước cải luôn nha bạn. Hấp bào biển nha. Bào biển, ngư là biển. Bào biển. Ngư là ngư dân. Rồi lấy cái nước cải này mình hấp bào ngư nữa bạn. Cho cái mùi cải xông lên cho tôm nhìn nó thấm nước ngọt đi bạn. Mà này mình chế biến món mới mà. Đồ đẩy nắp này lại qua đêm rồi ngày mai tháo nước ra liêm nha bạn. Rồi vô. Qua đêm không có ăn, tụi tôi ăn trước rồi. Rồi các bạn chờ anh em mình hấp chín bào ngư để bắt đầu là vào công đoạn sốt siêu cay nha bạn. Thì bào ngư anh em mình hấp nó đã chín nha. Bây giờ mình sẽ đem ra nha bạn. Ồ. Rẻ tiền hả? Ngập tràn mùi thơm. Thơm mùi cua á. Giống cẳng sà cừ chứ trời. Đây bây giờ mình đổ ra để anh em mình làm cái nước sốt để mình sốt bào ngư nha bạn. Qua nước sôi kìa.
quá. Tắt lửa ra. Ok. Rồi nhấn xuống. Quá. Đó nghe một cua thiệt á. Con gì trời. Mấy cái đường chỉ nó bám. Còn mà... cái cây gì nè ở dưới biển thường cái cây gì? Sang hô. Sang hô đúng rồi. Ông giống mấy con hô. Rồi bắt đầu mình sẽ làm cái nước sốt vào ngư nha bạn. Nổi xả. Vô tỏi. Hổng có hành. Tỏi hành. Hai cái chỗ thôi. Không phải cho tỏi nó thơm trước hay vô hành tại hành nó mau vàng hơn tỏi. Đủ phân quá trời. Rồi xong không kêu đi đổ gì vô, đổ đó vô không? Đổ hư vô. Ta đầu bếp. Nếu mà ngay vô. Té luôn á, nó xèm chứ hả? Sôi dữ hả? Ngọt quá. Ủa, ông chạy tỏi mà nó không sôi, nó ké luôn á. Tàn vô hành luôn nha bạn. Hành vô luôn. Nó dữ luôn. Trong cái dầu nó yêu coi. Bù quá. Rồi. Thơm quá. Đây mình cho cái ớt bằm này vô luôn nha bạn. Vô luôn. Tới rồi. Chừa miếng. Cái gì nè? Cái bụng như này đánh trống rồi. Chưa tới gì hết, tao nó vàng cái này mới được. Chưa tới. Ủa không? Bộ nó không phải rồi hả? Có cái gì mà đánh trống mà bụng nó đang bụng như này đánh trống rồi. Mùi tỏi lên quá lên rồi. Cái bụng nó trống rồi hả? Ừ. Vậy lấy cái bụng đánh gì cái trống không? Lấy cái bụng đánh cái trống không? Đặt tay à. À lấy cái trống đánh cho cái bụng. Không thì tao đánh vô bụng. Hay cái trâu gì đó, nó mới cái trống. Ủa mày chạy trời. Ủa không, ai mày bẻ rồi chạy. Ủa trời. Gió tạt bên đây không nổi. Nãy giờ mình hít thiệt cái hơi bị nhiều luôn á. Giống mày hít ớt gì. Lẹ lưỡi đó, lẹ lưỡi đó. Không có coi thẻ đâu. Đó, hồi nãy hít hơi nhiều luôn á. Khét, khét, khét. Cái con rổ sao lồng chọc cho ông nói chuyện hồi thôi. Thôi cho nó vàng vàng đi, nó mới ngon không? Cho nó còn trắng quá nó không ngon. Cho nó đang ngang đi. Thôi cho nó đang hùng lù đi, cho nó ngon đi. Thôi. Rồi, cho tư ớt dầu hào vô bên đây. Nói cho dầu hào nha. Hai chai tương ớt và nửa chai dầu hào nha bạn. Đây là tương ớt. Công thức này của mình tự tạo nha. Đây là bên đó. Canh mới được nha. Canh nửa chai mới được nha bạn. Không phải đếm luôn. Gà lấy là phải đo luôn. Đếm luôn. Bao nhiêu lít rồi đó. Ừ. Dạ. Tạo ra coi nửa chai. Nửa chai đúng nửa chai mới được. Ừ. Đậu xanh. Cho miếng nữa nè. Bấm mạnh nó luôn. Rồi rồi, rồi, rồi lấy nè. Đây cho miếng nước mắm vô nha bạn. Không tính vậy sai nha, chai dầu hào đó người ta cái đất bự cái đầu nha. cái đầu nhỏ niêm luôn nha bạn, đất bự hạt niêm nha. Đây đường rồi, trời mưa luôn trời có nước vô cũng được. Thịt ngọt chuyên nghiệp dữ ta, chuyên nghiệp lắm chứ. Vừa rồi biết chứ trời bao hả chết cho ba hả chưa hết tao ăn sắt. Đây là ớt sắt cục nha bạn. Mùi thơm rồi đó, chút cho tiêu vô luôn hả? Đúng. Wow, có hai miếng nước mưa nữa. Tuyệt vào mà cao. Vô luôn, tiêu luôn, vô tiêu luôn. Tiêu hoa xanh, vô luôn bạn, tại trời mưa tới nha. Đậu hộ với trời mưa tới. Chuẩn bị dọn nè. Chuẩn bị dọn. Tới chị ơi. Chuẩn bị dọn rồi, tới không chị rồi. Nhắc chảo vô trước đi nè. 1, 2, 3. Mưa tới chạy bạn, nên anh em mình phải đánh nhanh giúp gọn chứ thôi. Hồi đó là bầm đen tối thu luôn nha. Rồi. Mưa, họ đừng vô. Mưa nè, anh em mình ở đây đi. Mưa nè, mưa nè. Anh em mà đừng vô đâu. Đừng vô. Đừng vô. Đừng vô. Mà mét vô làm gì? Ba đừng mưa này. Hạt mưa này. Chút chưa hết mưa rồi. Làm nho gì? Nghe hạt mưa rơi xuống trong lòng nhói đau. Ngày em xa đi, không nói một lời. Ngày đó em nhớ nhưng còn. Ê, ông ca mưa càng ngày lớn không? Thôi dọn nhau. Ê, tôi có cái mầm. Ôi, ông ca ơi, mình dọn đi em. Ở lại đi. Hả? Ở lại đi. Thôi dọn đi anh ơi, đậu hộng đó. Ôi, đây là cái nước sốt siêu cay để mình chế lên trên con bầu ngư bạn. Hồi nãy anh em mình bưng chạy vô, rồi anh em mình bưng chạy ra nha. Một chút xíu anh em mình bưng chạy vô. Khi hồi nãy chạy ra nha, không ngon luôn. Về lấy sức khỏe. Đây bây giờ mình sẽ gứ lên trên con bầu ngư nha bạn. Đấy trời, giống trang điểm cho người vui đêm nay với trời. Bước khấm cao bạn. Bước cao ngã nghiêng trên đời này á. Đẹp quá không hả? Dữ dằn vậy ta. Nhìn cũng giống bào ngư lắm chứ bộ. Cái này chắc bào này bào là... tới nhào luôn á. Này bào đó bào. Đúng rồi. Lúc miếng chạy ghé mặt á. Lúc miếng chạy hả? Ồ, bộ cái hèn chí cho đất nhẹp trời. Ơi trời. Hiểu rồi vậy. Nó nhìn cái hình dáng cho nó thèm hay sao mà. Nhìn biết rồi, nhìn đường nào không thèm. Nhìn biết rồi. Nhìn là biết tới chỉ rồi. Nhìn cái mặt nó biết dầm khâm mà. Dí rồi hả? Đậu xanh. Chứ không chầm khâm chứ vậy. Ồ, tới một chuyện luôn. Cũng tuyệt vời lắm nha bạn.
Tại vì anh em yêu cầu mình là không lấy cái vỏ ra nha, nên mình để nguyên vỏ này nha bạn. Để vỏ nhìn nó đẹp. Đẹp hả? Ừ. Để vỏ nhìn nó ngon. Đúng rồi. Ăn lấy từ cội tới nguồn luôn. Chứ không là mình lột vỏ rồi nha bạn. Tại mấy cứa này nè. Chạy nước miếng luôn. Chạy nước miếng, chạy nước miếng chắc rồi. Bộ phim làm gì gung dữ hả? Đây. Tôi không mà. Nó lắc nhẹ tiền chứ gung dữ là gung. Máy quay giờ nó quắc đi còn hơn 360 độ. Giờ nhìn giống mấy con bầu ngư ngầu đường với trời. Tôi tự bầu ngư ngầu đường luôn chứ quay giờ vừa nha. Nghĩ cho con lắm rồi. Sốt thư gớt mà giả hoài. Đấy, ngon. Vừa luôn ba mình nó chung mình cũng đảm đang lắm chứ bằng trời. Đưa vô cái vừa hết luôn chứ bộ. Đâu sẽ vào đấy luôn chứ. Rồi. Ngon lành. Ok. Rồi, bây giờ anh em mình sẽ dọn chén bát ra cúng trong bàn cái nha bạn. Rồi anh em mình sẽ mời tất cả các bạn cùng thưởng thức bào ngư suất siêu cay với anh em mình nha. À các bạn ơi, thì nói chung anh em mình cũng đã làm xong cái món bào ngư suất siêu cay nha các bạn. Đó, đây là cái món của mình tự chế ra mình làm đại nên có gì các bạn thông cảm nha. Rồi mời tất cả các bạn cùng thưởng thức với anh em mình nha. Thật sự là cu lùng và cu vạt thì nó nhỏ con lên hai nó sẽ ngồi giữa nè. Ok luôn các bạn. Nó chung này okay. To con tốt tướng. Rồi hai anh em sẽ ngồi bề vậy đúng không? Ở đây 150 kg mà to đâu. 770 trai chứ giữ thèm nha. Thôi mời tất cả các bạn cùng thưởng thức với mấy anh em nha. Đây có pha lẫn miếng nước mưa nên nó có hơi nhão nhão nha bạn. Nên không sao nha. Không sao nè. Nước mưa là tinh khiết của ông trời đó, ngọt. Tinh khiết, rõ ràng, tinh khiết. Nước mưa đấy. Ăn sao ta? Bóc lên. Nói chung mình cũng hai lúa nha bạn. Ừ, hai ngón tay nè. Hai tay hả? Bóc lên. Lấy cái muỗng nãy ra. Giống người hai ngón vậy. Ông lấy con này ông chà ăn cái. Sụt cái phải không? Sụt cái. Ồ! Sụt cái mày chém luôn. Nó đang cầm. Cầm lên. Cậu tao dám mày. Thôi từ từ cầm mày. Ừ. Tao sợ lắm. Mày cầm đi. Ồ, chúng bắt bắt cầm vậy xuống chết đâu nhiên cái bắp mũ cái thèm trời. Ơi, mày ốc ba sủi. Mày cầm vậy xuống chết giống ba sủi nữa. Đó. Thôi lấy mũ sủi rồi quay đầu. Tôi vô vô anh em. Vô. Ồ, bắt trước nào cũng sủi cho tao đi trời đậu không nữa thôi. Thôi là bỏ xuống lấy mũ nó không mày. Nó cứ tưởng ra thôi chứ. Đây mình sủi cho thử nha bạn. Đây. Còn bào ngư nha, có cái lá gan cái gì mình cũng biết hay đen đen nha. Nên mình chấm đại đây luôn nha bạn. Chờ tới gáo luôn đi. Đây, mời tất cả bạn cùng ăn bào ngư sốt siêu cay với mình nha. Ăn sủi cho hay quá vậy. Sủi cho nguyên con dữ vậy. Đây các bạn. Ơi. Được không? Mềm nha. Hứng. Mềm đúng luôn. Mời các bạn ăn bào ngư với anh em mình luôn nha các bạn. Ngọt không? Mềm. Trời mưa nữa. Mềm luôn. Cái này mềm xương luôn. Quất. Đậu tanh tấn vậy luôn. Ngon không, không? Béo lắm. Ngon không? Ngon không? Ê, béo cái gì cái dạng béo lắm á. Mời tất cả bạn nha. Mềm lắm. Đủ. Không. Mời bạn nha. Lý chưa? Lần đầu tiên ăn bào ngư trời. Rồi lông bào đâu? Ai cái đợt mình ăn búp bê trên Sài Gòn có ăn có bào ngư nữa không ta? Không có. Không có hả? Ừ. Có lý chưa? Mà cái gan nó có cái mùi không giống bào ngư nha. Giống mùi gì? Giống như cái bào mùi gan của bào ngư thấy không? Không có mùi nữa. Ừ. Có thao với nè. Làm bảy con nha bạn. Có thao với chân nè. Mình sủi lên vậy cái là mình tới một chuyện đường nha. Quá đã. Cái gì vậy trời. Ăn này tối cậu bằng quần luôn nha. Sao sao nãy mà đếm mà nó không mặn như chân em trời. Nó có gì xanh lành nha. Gan nó vậy. Mình xanh chanh tới mét trời, hố bực da vậy. Không muốn rồi bạn ơi. Cái gì cái? Bào ngư xanh. Cái bà nội nó. Bào ngút. Bào ngút nó xanh gì á. Nguyễn nghĩ là bào ngư nó bổ nên cái gì cái quất luôn các bạn. Đây mời các bạn nha, không bổ bị ngang, không bổ bị dọc nha. Đây mời các bạn nha. Tới công chuyện luôn các bạn. Nói chung cái này cay cũng vừa vừa chứ không cay mấy nha bạn. Quá đã. Em không? Em. Vô nè. Ăn đi chạy, ngồi nhìn gì á chạy. Vô mình ăn đi. Rồi. Trời ơi, nhìn nóng tới tôi thấy ăn ngon. Nhìn nóng giờ nó quay luôn á. Đậu không á, nãy giờ ba nhìn miệng đó hả? Ăn gọn ơi. Hả em nữa. Giỡn hoài. Ôi trời đã. Trớn nhìn miệng nhanh trai. Không nha. Đó. Vậy con mày không ngon mà con tao màu xanh không mà màu đen không? Gan. Khác màu đó. Ừ. Nhưng nó khác lòi đó. Con làm là bào ngư ngọc. Ngọc đi. Ngọc xanh ngọc á. Xanh ngọc bích hả? Ừ. Mời các bạn nha các bạn. Ừ, cái mỏ giống xì côi hình trời. Con này nó ở nước ngọt cái gì mà nó ngọt dữ trời. Hả? Con này ở biển hay ở nước ngọt hả? Ở nước ngọt, ở nước xì tin. Hèn chi ăn có mùi xì tin. Ở nước xì tin luôn. Mời bạn nha. Cái gì chưa đã không nội. Công nhận.
giống mình ăn bầu ngư như vậy. Đi ăn bầu ngư rồi. Ừ. Đây nè. Chấm nhẹ đây cái nữa. Ừ với trời. Mời tất cả bạn nha. Đồ đi heo. Ủa kìa, trời ơi giống heo vậy. Ủa heo bò gà dính gì đây trời. Heo bò gà dính gì đây bé chết tiệm nha. Heo mà biết ăn bầu ngư nữa. Ừ tới một chuyện nha, heo này heo bị dữ rồi nha. Ăn ngọt lắm. Đây mời bạn cộng cải muỗng nha bạn. Tại nó bự hơn thìa nha nên là cải muỗng nha. Để giá luôn rồi. Cái không ghé tiền nha. Đủ. Dính tà le cho hả. Đâu tôi cũng làm như ông rồi. Dính tà le hụt me cho hả. Cải ngon á. Nè chấm cái này. Đủ. Mời các bạn nghe bạn. Quá dữ luôn rồi. Đủ. Cái ngon quá mình thôi. Cái chàng đồng này nó hay thiệt trời. Cái mỏ nó nhỏ rồi sao nó bỏ cái gì cũng lột tót chứ trời. Còn mình dính tùm lum nha không? Ta có nghệ thật. Mày bỏ miếng bỏ con gào vô ông lấy cái lưỡi ông đá vô cái ông này. Hay thiệt chứ. Nào. Tính ra mày ăn vụng là vợ mày không bao giờ biết. Cái đéo dính. Đâu bỏ chùi. Ừ. Tụi ăn vụng thì tôi chùi mép hết trơn à, tôi đâu để phát hiện được. Mày ăn vụng mà chùi đít luôn á, chùi đít. Làm cái gì vậy? Bỏ lột tót hay thiệt chứ. Ngon. Không. Thấy rồi. Cải nó giòn mà. Chấm cái này là ăn mới ngon nữa. Ừ, cả ngon luôn á. Ừ. Mời các bạn nha các bạn. Vô con đen mạnh mạnh vô. Vô con cũng vậy. Chấm nó bước đi. Đắp nước lẹ là đầu lên. Ừ. Mời bạn nha. Cái này cải giá vậy nó bự hơn miếng giá, cái giá nữa. Rồi có. Cái sụn. Cái sụn lăng. Trả cha cái mày không đúng rồi. Trời đó là trời lắm nha. Ừ. Đây. Mời tất cả bạn nha. Ừ. Ừ. Ồ, cũng ra nó ăn cũng gọn khô mày. Ngon. Da mép đâu có dính mấy đâu. Không? Dính chưa? Chắc này rồi nó cũng là hay chùi mép lắm nè. Không. Hay liếm mép đúng không? Liếm. Này dùng từ ghê ta đậu bông. Thôi làm con nữa nha bạn. Ừ. Vô đi, vô lụm vô xin vô ăn đi. Mình mạnh đi. Còn nhiều lắm nha. Cắn vô mấy cái hột tiêu nó giòn giòn đã vô. Ồ. Thơm. Tới con nữa nha bạn. Ừ, chấm phật vô đây luôn. Đây mời các bạn nha. Ừ. Cứ giữ luôn. Vô luôn các bạn ơi. Mâm này hình như mâm thịt xanh đó bơ. Anh ăn mạnh đi nhiều lắm á. Đấy vậy đó thật sự biết bao nhiêu con nữa. Nhiều lắm. Có ngàn con luôn. Đây rồi. Đây mới phát minh rồi kiểu ăn mới. Như ông nuôi gì nhiều vậy. Phát minh mới hả. Đó đó. Ăn gì luôn nè. Dạ phát minh mới hả. Đây mời bạn dùm nha. Vừa cái thìa mới. Ồ, vừa. Phát minh mới trời. Ôi cho ông cái giải Nobel luôn được rồi đó. Ồ giống giải Nobel đó trời biết phát minh mới trời như đạn. Cắn luôn cây luôn. Ừ. Cắn luôn cái cây mới ngon á. Ngon lắm mấy mình. Giờ không già đâu em, bởi phát minh mới trời. À giờ tới chuyện thì chứ. Quá đã luôn mấy mẹ ơi. Ồ, phát minh nữa hả? Ngon quá mấy mẹ ơi. Tròn vậy giải Nobel liền. Ồ, mình cũng làm lại cái phát minh cũ mà. Ừ, phát minh mới đi. Trời, mình cũ đi chứ. Mình mới im lắm. Thôi, mình ăn phát minh cũ nha. Ủa, cứ ngắt vậy trời. Lại dưới đít lại lên. Mình thánh đeo bám đó. Phải rồi ông thử móc dưới đít móc lên. Móc thấy thèm chứ hả? Chan đây luôn nha bạn. Nào luôn. Cạp luôn nha bạn, mời các bạn nha. Đủ. Cái bộ cạp ngon hơn xỉa hay vậy? Phát minh mới. Phát minh mới. Ừ. Đâu phát minh hết rồi. Phát minh mới, kìa mới rồi. Ủa vậy các bạn. Ăn cho nó nốt miếng cải luôn ơi. Đâu phát minh mới chấm tàu được không? Mới rồi. Ngon. Đã thiệt nội rồi. Rồi ăn dùng miếng cải nha. Một phát mới vậy nè, của vàng cái mà chan xong cái mà liếm đây nè. Đủ húp như nào mà hết thôi hả? Như nào hết con còn thôi không? Vàng á. Im à. Ừ. Cái mình máy là vậy phải không? Ừ. Rồi húp vô nha. Chan trên ở trên mà liếm dưới nha. Ừ. Đậu xanh. Thiệt. Cái mỡ sợi cô đâu? Cái mỡ sợi cô đâu? Mời các bạn nha. Đầu phát mình mới rồi. Mời các bạn ăn theo cái phát mình mới cũng sạm sáng tác nha các bạn. Đó, mỡ sợi cô xuất hiện rồi đó. Đủ. Rồi. Cặp méo sẹo hả? Dưới là cái gì sao? Đúng rồi. Rồi. Hết chùi mép rồi. Hết chùi mép rồi. Hết chùi mép rồi. Rồi. Mà hai bác mình ta là tới chị phải không? Tới mình nha các bạn. Thấy không? Phát minh là ổng là giống dạng hết các bạn ơi. Đâu mà phát minh mới đó rồi. Phát minh mới rồi. Ừ, phát minh mới thử cái này cái rồi mới ăn phải không? Đây là phát minh của ông Sàm nha các bạn. Còn miếng ớt rồi nữa chứ. Ủa, biết ăn với trời. Ăn bự vậy? Trời ơi. Thôi ơi, gắp đi miếng nhỏ nhỏ rồi được rồi. Đó, 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 về tới luôn. Mời bạn nha. Chưa để tới họng nó cạt miếng rồi nữa. Đâu, phát minh mới rồi. Trời. Rồi cái này khỏi chùi mép luôn. Đậu xanh rồi. Táp cậu như nào. Chép mép. Ông dưới lại đúng rồi. Cái nào ông chuyên nghiệp hôm nay. Ông chuyên nghiệp. Tao nó đem mày mình mới ơi. Đây phát mình mới nha. Phát mình mới cũng sạm. Thôi tính ra là cái phát minh của ai là nấy sử dụng. Đúng rồi. Tao phải đi liệu.
chứ phát minh cũ đâu thành mật không khẩu trùng ác luôn tại vì học rồi màu quá bởi vậy chứ có linh hoạt không mà tất cả bạn nha phát minh mới cũng tạm nha đâu đủ nhai giỏ rồi nhựa bớt mình nhai giỏ mà nghe gấp 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 luôn á. Nói chung anh em mình mới học cái phát minh mình thôi, mình làm cái phát minh mới nữa nha bạn. Đủ chứ mới rồi. Chứ mà cũ hoài người ta nói mình hơi cũ nha, nói chung mình làm bậy cái mới đó nha bạn. Cái này lấy mọi người ăn cái vỏ. Bậy. Đúng rồi. Càng ngày nó càng mới không? Đúng. Quay phim hay ta. Nè mình đắp lên đây miếng ớt nè thấy không? Mình vào làm mới mới nè thấy không? Đây bỏ thông luôn không? Mình nhai nhuyễn nhuyễn nuốt luôn là nó mới không? Mới chuyển miệng á. Chúng mới vậy. Thôi mời các bạn con bào ngư nha. Ăn kiểu mới nha bạn. Đó, chứ được học ăn kiểu cũ nha. Ồ, ăn còn mũi cái gì vậy? Cái ngon, cái quá đó. Ờ, mời các bạn nha. Ủa, nước luôn tại. Ở cái củ mà. Cũng chạy cái mổ, nhậu thì cái mổ. Tiêu thủ là ăn cái hết rồi còn. Dạ. Ừ, cái mới. Xong rồi, ổng phán bình mới, mình ăn không được các bạn ơi. Đủ. Chơi theo cái phán bình. Ờ, sợ dính mép vậy. Phán bình cổ hủ của mình đi. Cổ hủ hả? Ừ. Cổ hủ dừa hả? Phán bình cũ á. Đủ. Nó ăn này nó chùi mép được. Đủ. Giấu mép. Mời các bạn nha. Vô mạnh đi đang vô mạnh đi ngàn con nhóc chơi đây, đây. Nhìn chiếc lá gụm ghê thì con ngủ. Tụi mình ăn lại kiểu cũ các bạn. Coi cái kiểu mới của ông sao. Mình ăn xanh. Mình ăn kiểu mới mình liếm mép không hết các bạn. Ông gọi cái nước sốt ăn ngon quá. Quá dữ. Đầm vậy không? Đầm. Thấy kiểu ông xàm thấy cũng được lắm nội ơi. Êm lắm. Mời bạn nha. Cái này phải cho cay miếng nữa còn ngon nữa. Này bự dưới trời. Đấy đó. Nó còn hơi chưa cay mấy ha. Hơi yếu. Đủ gì xanh xanh tài giống con sạm nữa tại chúng tao thèm vậy tụi tao xanh lắm hả mày bạn nha đúng đó đúng chưa đúng chưa đúng chưa đúng không biết vậy đó thiệt không đúng rồi thiệt trung thì quá ngon nha bạn nhưng mà thật sự là bao nhiêu đây anh em mình ăn cũng là cũng là thấm khá luôn chứ bây giờ đâu nhiều lắm á tại vì nãy giờ mình cũng làm hết năm bát rồi giờ đang bát là thứ sáu vậy bạn rồi cũng sáu bát hả nè tao phát mình mới mày đủ mình mới nha móc tài rồi nhiều quá mình dữ vậy cái này tao lắm mà nhiều quá mình lắm cứ một con là một phát minh đó ồ mình mới không ghi lạ không tao nhiều quá mình lắm đủ cái đó người ta gọi là gì đây mời các bạn nha mày biết không móc chiêu đó người ta gọi là chiêu gì biết không móc chà liếm móc bào ngư tao móc đít bào ngư móc chà liếm hút cái liếm là gì cậu hút mới bóc cái mà xe rồi nè miệng liếm cái mới hút đó đủ chính giả không ông chạy lại lử đó ông biết rồi xe liếm bóc cái liếm đầu tiên là hút bỏ trong bịch đúng không biết rồi mà thọt tay luôn bóc ra đủ xe bỏ lên tờ giấy đó mình xe lại đúng không cái lấy lử liếm cái nó dính lại xong rồi mình bỏ họng mình nhai nuốt luôn ủ xanh nuốt luôn đó móc xe liếm nha các bạn đủ bóc cái liếm chạy mày nữa mời các bạn ăn miếng gì bóc xà liếm cái gì qua đây bóc xà liếm bóc xà liếm không quên quá rồi mau quên đi trời bào ngư bào ngư dùng bóc xà liếm mời các bạn nha đủ mình làm cái bóc xà liếm các bạn ơi đủ biết bóc xe đấy trời chứ bóc xì luôn á thôi tôi hết bóc được rồi trời ậu bào ngư tính ra kiểu tao phát bên ra kiểu nào bóc xà liếm luôn á được chứ trời của tôi nó tóc ra luôn rồi đây mời bạn dùng bào ngư móc xà liếm với mình nha móc xà liếm hay móc xà liếm giống mấy móc móc bọc anh coi rồi nha mà mình cái miếng là mới luôn bạn chọt xe liếm nè bạn đó chọt quay liếm xe liếm nè đúng đó, mời bạn nha liếm cái mới được nha à. giống ba chọt nghe đó hả hồi trời anh em mình ăn từ khi mà trời mưa bây giờ ổng nắng lên lại nha bạn tại vì anh em mình ăn cái món này ngon bây giờ ổng nắng lên lại luôn ổng đang móc cho liếm cho em liên nó đó luôn rồi đâu phải chạy vừa đó trời đúng không rồi, nói chung là cái món nào nó cũng ngon nha các bạn thì cái món này thật sự là anh em mình ăn lần đầu thiệt thì mình. Nó có cái vị lạ miệng nha mềm mềm thì nó mềm mềm mà nó cũng giòn giòn nha nó không phải như con dẹm ở không nước ngọt như ở quê hương nè các bạn thường thường con dẹm ở quê hương em mình nó cũng giống như con vầy nè mà nó có hai lớp bọc lại hai lớp bọc ừ mà con này nó có một lớp bọc lại à giống cái còi của nó còi gì hả giống cái còi của con dẹm á giống cái dòi không giống cái dòi con dòi em chưa cái còi đó còi chú hít đó đúng không ăn nội tôi cái ba đó ăn chắc chết luôn á phải nói chung thì anh em mình xin phép ngừng clip ở đây bạn để cho quay phim nó vô nó ăn chung với anh em mình nha thật sự cái món này thì nó rất là tuyệt vời nha nó cũng thích ăn bào ngư đó nha bạn
mà anh em còn thiếu gì cá nha. Bắt giờ gì cá cho ông ăn. Anh em đi trên tàu cái này bắt được cá cái thịt cá này bỏ ra cái lấy gì cá này mình làm ăn bữa hơn nó ngon. Như thế nào bạn tay tôi hừ tao nói là bào ngư and gì cá đó. Đúng không? Hoàng thượng mới ăn được đó. Hoàng đế là bốn người hoàng đế luôn rồi. Bốn vị hoàng đế hả? Ừ. Chưa. Tam tứ tử đâu. Tứ tử tử gì cá nữa. Tứ vợ gì Đức Dương. Tứ gì Đức Dương? Tứ Đại Dương. Dương. Ờ dạ Tứ Đại Dương hả? Ừ, Tứ Đại Dương. Anh em là Tứ Đại Dương các bạn. Ok. Thì nếu mình thật cộng thêm wifi đó là ngủ mã phanh thay nha. Chết. Vậy cho bốn mình Tứ Đại Dương rồi đó, cộng đó rồi không phải là buồn ngủ. Vậy ngủ ra luôn đi. Ờ đó mấy ngủ ly bì hôm nay gì cũng được đó. Thôi nói chung thì anh em xin phép khép lại clip này đây nha. Nếu tất cả các bạn mà có thích clip hôm nay thì các bạn hãy chung tay nhắn lại clip nha. Chia sẻ với anh em mình. Và điều quan trọng các bạn hãy bấm đăng ký kênh và nhấn cái chuông bên cạnh để theo dõi những clip tiếp theo. Còn bây giờ chúc cho toàn thể tất cả các bạn xem clip được vui vẻ và nhiều sức khỏe. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào những clip tiếp theo. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha. Bye bye.